thì tối đêm nay đang đứng tại vị trí đường Nguyễn Hữu Thọ tại quận 7 nha quý vị, cập nhật cho quý vị cùng xem. Hình ảnh phía trước đó là con đường Nguyễn Hữu Thọ quý vị. Thì tại đây con đường Nguyễn Hữu Thọ có một địa điểm ẩm thực rất là nổi tiếng, rất là hấp dẫn luôn quý vị. Đó là cháo ếch, cháo cua Việt Nam Singapore của Mít Nghiêm Sài Gòn nha quý vị. Phục vụ 24/24 nha quý vị. Tại phường Tân Hưng, phường 7 nha quý vị. Quý vị thì địa điểm ở đây thì cháo ếch rất là ngon và được nhiều du khách lựa chọn đến đây để mà thưởng thức quý vị. Thì để biết thông tin thêm cụ thể chi tiết thì sẽ đến phỏng vấn và cập nhật những cái hình ảnh thực tế cho quý vị cùng xem địa điểm ở đây là ở đâu và món ăn ở đây gọi gì, có những gì nha quý vị. Quý vị ơi, thì phía trước đây là bà chủ nha quý vị. Thì chủ quán đây thì mình đến đây mình sẽ gặp chủ quán mình để giao lưu nha. Dạ em chào chị. Chào em. Dạ. Dạ em không biết chị tên gì vậy? Chị tên Vân. Dạ chị là chủ quán đây luôn. Dạ. Ơi chị ơi, mình quán mình bán gồm những gì vậy chị á? Quán mình là có cháo ếch, cháo cua em. Dạ. Dạ mình địa điểm đây là ở đâu hả chị á? Địa chỉ 38/15 Nguyễn Hữu Thọ. Dạ. Dạ. Quán mình hoạt động là thường thường là từ mấy giờ hả chị? Từ 4 giờ chiều tới 4 giờ sáng em. Dạ, 4 giờ chiều tới 4 giờ sáng. Em thấy du khách ở đây ăn rất là đông luôn đó chị. Dạ, lần đầu tiên là em review hình ảnh này là cũng mười mấy năm rồi em mới trở lại đây. Dạ. Thì em xem ẩm thực ở đây rất hấp dẫn. Thì không biết là chị có thể chia sẻ cho mọi người món ăn ở đây như thế cho mọi người xem được không ạ? Giới thiệu cho mọi người xem được không ạ? Thì ở đây thì chị là có cháo ếch nè, dạ. Cháo cua. Dạ. Mình ăn gồm có bánh mì. Dạ. Cơm, rau luộc. Dạ. Cháo. Dạ. Ếch ở đây nè, mình ếch. Mình có là ớt, ớt trái mình cắt nhỏ nè, tiêu xanh nè, ớt bột xay ra nè, tiêu đen xay ra nè. Dạ. Là phần nguyên liệu của ớt. Dạ. Cái này là gừng đúng không chị? Gừng đó em. Dạ. Gừng. Cái này là xả không chị? Đúng rồi. Dạ. Thì kính thưa quý vị và các bạn, thì phía trước đó là một cái hình ảnh những nồi cháo ếch Singapore quý vị. Đó. Thì ở đây là mình chủ quán đây chế biến. Thì ẩm thực ở đây rất là hấp dẫn, được nhiều du khách đông đúc đến mà thưởng thức quý vị. Hình ảnh rất là tuyệt vời luôn đó quý vị. Đây là những cái nồi cháo mà chưa có nấu sôi nè quý vị. Đó. Ở phía trước là những cái nồi cháo đã nấu sôi quý vị. Sẽ mở cho quý vị xem nha. Đây là cái nồi ếch để mà sơ chế xong rồi quý vị, rất là nóng luôn rồi quý vị. Rất là hấp dẫn luôn quý vị. Nhìn vô khách ăn ở đây rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn quý vị. À, rất là tuyệt vời luôn, gia đình cũng có nè quý vị. Quý vị. Rất là tuyệt vời luôn. Nhìn du khách ăn ở đây rất là đông luôn đó quý vị, rất là hấp dẫn luôn đó quý vị. Nhìn du khách đến đây ăn rất là hấp dẫn luôn. Thì sẽ đến đây là phỏng vấn hỏi du khách công nhận muốn ăn ở đây như thế nào và đánh giá quán như thế nào nha. Cảm ơn quý vị đang theo dõi video nha. Rồi mình sẽ chào du khách. Đó, nhìn ăn rất là hấp dẫn luôn đó quý vị. Hello, anh chào em. Chào anh. Rồi, không biết anh tên gì ạ? Dạ em tên Trọng ạ. À tên Trọng, rồi chào em Trọng nha. Thì tối nay em đến đây bao nhiêu lần rồi? Dạ em đến đây rất nhiều lần rồi ạ. À em cảm nhận món ăn ở đây như thế nào em? Dạ rất hợp khẩu vị ạ. À rất hợp khẩu vị. Dạ. Thì em ăn có cảm thấy nó có cay quá không hay là món ăn nó có dừa không em? Dạ đây được tùy chỉnh cây ít, cây nhiều và cây dừa. Dạ em chọn đang chọn là cây ít. Em rất hợp với khẩu vị của em đang ăn hiện tại ạ.
rất là hấp dẫn luôn đó quý vị. Nhìn hai vợ chồng ăn rất là hấp dẫn luôn, rất là tuyệt vời. Anh cảm ơn hai em rất là nhiều nha. Dạ, chúc hai em thật nhiều sức khỏe, mọi việc đều như ý nha. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn anh em đã ghé ủng hộ quán ở đây. Rồi cảm ơn em. Dạ. Chào em nha. Dạ, dạ. Dạ, chị ơi, cái này là mình làm gì hả chị á? Dạ. Hiện tại giờ là như là một số ớt, thì là hai con ớt. Dạ. Chị dạ. Có nè, đường phèn nè. Dạ. Rồi gồm có đường vàng. Dạ. À, hạt nêm, bột ngọt. Dạ. À, với lại tỏi. Dạ. Sả, rừng. Dạ. À, là cái nguyên liệu của ớt đó em. Dạ, cái là làm nguyên liệu. À. Dạ. Nhìn chị chủ rất là dễ thương luôn quý vị, rất là hăng hái luôn, rất là năng động luôn mấy chị mọi người đó. Thì chị cũng làm phụ nhân nhân viên đây đó. Rất là tuyệt vời. Cái này là đông người á, thì thường thường đông người người ta ăn là một phần mấy con á chị á? À, dạ tỷ, như nói chung là thường là khách kêu một người ăn là hai con ớt em. Dạ, một người ăn hai con. Cứ một phần ăn là hai con ớt vậy đó. Dạ, cái này là mình làm theo yêu cầu không chị? Đúng rồi, làm theo yêu cầu của khách em. Này là cua, này là cua nè cưng. Cua sống mình làm ra đó em. À, đây mình có cua nữa. À, có cua. Dạ. Cái này cua mình làm những gì hả chị á? À, cua mình làm kiểu xin ra ba giống như ớt vậy đó em. Dạ, dạ. Nguyên liệu nó cũng giống vậy thôi. Dạ, nhìn hấp dẫn ghê luôn. Sốt cua nó ngon hơn dạ, là sốt ớt. À. À. Còn bởi vì đây là cua. Rất là bình dân luôn quý vị. Đó. Có cua. Mình đây làm món ăn rất là thiên nhiên luôn quý vị. Đây là con cua nè quý vị. Đó. Nấu cua luôn. Rất là tuyệt vời luôn quý vị. Ở đây là du khách ăn rất là nhiều luôn quý vị ơi. Đó, du khách đến tại quán Châu Ếch Singapore ở đường Nguyễn Hữu Thọ rất là đông luôn. Rất là đông khách luôn quý vị. Nhìn ăn rất là hấp dẫn luôn quý vị. Đó. Mọi người đến ủng hộ quán rất là hấp dẫn luôn. Nhìn ăn rất là hấp dẫn luôn quý vị. Mọi người đến ủng hộ quán cũng rất là hấp dẫn luôn quý vị. Du khách ăn xong cũng đã đi về. Rất là tuyệt vời luôn quý vị ơi. Đây là những du khách đến mà ăn cháo ớt tại quán quý vị. Rất là hấp dẫn luôn. Rất là tuyệt vời luôn đó quý vị. Rất là đông đúc luôn quý vị ơi. À, du khách đến mà ăn rất là nhiều. Hello, em chào anh chị. Cảm ơn anh chị đã đến ghé quán em ăn. Anh chị có cảm nhận gì như thế nào về ẩm thực ở đây ạ? Quán này rất là ngon. Dạ. Giữa tuần ăn cũng được, cuối tuần ăn cũng được luôn. Dạ. Dạ. Anh chị đến đây bao nhiêu lần rồi? Cũng nhiều rồi. Dạ. Vì hồi trước đi đường này ngang thấy đông rồi ăn. Dạ, dạ. Dạ, em thấy anh chị ăn rất là ngon luôn á, gần hết luôn á. Tại vì em ghi hình chia sẻ ẩm thực á, thì em phỏng vấn anh chị thấy cảm nhận đánh giá về quán, em cũng hy vọng anh chị là đánh giá sự thật để em biết quán đây chia sẻ cho nhiều du khách du lịch tới. Dạ. Ngon thì cái lượng đồ ăn rất là vừa phải. Dạ. Nếm cũng ngon lắm. Dạ.
ăn ngày nào cũng ăn hết đó. Dạ. Dạ. Không biết là anh trai tên gì ạ? Anh Vũ. Anh Vũ. Dạ. Em cảm ơn anh trai rất nhiều. Cảm ơn chị gái rất nhiều. Nhìn đấy cười quá trời luôn nè. Rồi, em cảm ơn rất nhiều nha. Gần hết luôn rồi. Dạ. Hầu quý chị ơi thì ẩm thực ở đây thì bạn Nguyên Quyên đang chế nguyên liệu vô thau cháo quý vị. Nhìn rất là hấp dẫn luôn quý vị. Rất là tuyệt vời quý vị. Này là bỏ gia vị vô quý vị. Hello em. Hello. Hello anh. Anh chào em nha. Dạ. Em tối nay em đến quán ăn cháo ếch Singapore tại Nguyễn Thọ này á. Thì dạ. Em có cảm nhận ẩm thực ở đây món ăn như thế nào à em? Thì hồi khoảng 2 năm về trước em có lên Sài Gòn em ăn một lần rồi. Nhưng mà quán thì còn nhỏ lắm. Bây giờ thì quay lại thì thấy rất là to và bự. Thì em với vợ em thì lên Sài Gòn thì chủ yếu là ăn lại cái gọi là cái những cái quán mà lúc trước mà mình lên đây à. Thì anh cũng hôm nay là lần thứ hai anh ghé lại quán, là cũng khoảng từ năm 2015-2016 rồi anh có quen biết ở đây. Dạ. Anh là rất là lâu lắm rồi anh mới có duyên anh mới trở lại, thì hôm nay anh review giới thiệu ẩm thực cho mọi người cùng xem trên kênh. Thì lần đầu tiên em ăn quán này là khoảng cỡ 2 năm về trước, chứ lúc đó là em chưa lấy vợ. Khoảng 2 năm sau thì sau khi dịch thì em trở vợ lên Sài Gòn thì công việc một phần là công việc thì một phần là cũng trở lại cái quán mà lúc trước mà hai vợ chồng cũng ăn. Thì cái hương vị nó thì bây giờ nó với hương vị xưa nó không có khác nhau. Vẫn là y cũ. Như cũ. Em ăn đây có mặn lắm không em? Dạ, món này thì không mặn lắm. Vừa ăn có bị em chọn cái món cay thôi là thì theo cái thực khách chọn là cay hoặc không cay thì theo mỗi người. Giờ bữa nay là hai ông bà lại ăn luôn. Dạ. Rồi cảm ơn hai em rất là nhiều nha. Dạ. Cảm ơn chúc hai em là trong năm hạnh phúc rồi mọi điều như ý, thành công tiến tới nha. Dạ rồi, cảm ơn. Cảm ơn, hy vọng là mai mốt anh sẽ ghé quán này lần nữa và lâu dài nữa nha. Cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em tới đây là quay cái chương trình là quán của chị là thực tế. Dạ. Cũng cảm ơn em tới đây quay những cái video này. Dạ. Cho những khách gần xa ta biết tới quán của chị để tới đây ủng hộ chị. Dạ. Và chị cũng cảm ơn những quý khách mà đã tới đây ủng hộ chị từ lâu tới nay. Dạ. Chị cũng cảm ơn rất nhiều. Dạ. Nói chung là ở đây đó là quán của chị là thực tế thôi. Ở đây là em quay lên là em không có phải là quảng cáo gì. Dạ. Đúng không? Đúng rồi chị. Em đây là em ghi hình ảnh là chân thật. Ghi những hình ảnh để lan tỏa cho quý khách gần xa tới đây ủng hộ chị. Dạ. Chị cũng cảm ơn em. Dạ. Em cũng là hy vọng là video này
được lan tỏa nhiều đến du khách trong và ngoài nước để biết tới ở Việt Nam mình. Trên Sài Gòn này chị hoạt động đây thì đến đây ghé ủng hộ chị, thì cũng video này là chân thật thôi chứ không phải là video mang tính là quảng cáo đó. Thì nói như vậy là cũng mọi người cũng biết rồi, thì chị có mong muốn gì hơn nữa không? Chị cũng mong muốn là quý khách gần xa như trong nước ngoài nước gì dạ. tới Việt Nam này là ghé quán cháo ếch chị là 38 đẹp 15 Nguyễn Hữu Thọ tới đây ủng hộ chị. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Đó, thì quý vị đây là bà chủ nha, bà chủ quán. Đó, thì mọi người cũng đến đây cũng rất là đông luôn. Đó. Nãy là chị nhắc lại cái thời gian hoạt động em quên mất tiêu rồi. Thời gian hoạt động của chị là 4 giờ chiều tới 4 giờ sáng. Dạ, dạ. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều ạ.